Hôm nay chúng ta cùng giải đề tiếng Anh lớp 7 thí điểm, đề thi học kỳ 2, phần phát âm Abundant Traveling Character Bias. Vậy thì đáp án sẽ là câu A đọc là ờ, trong khi câu B, C, D đọc là A. Câu số 2, Divert, cái này đọc là I, Derive, Derive, Invention, Crime. Vậy thì đáp án sẽ là câu C vì đọc là Y, trong khi ba câu kia đọc là I. Câu số 3, thì phát âm S và S, phát âm S, S, E, S á. Phải phòng khi tối thì phát âm là S, CH của chị Sương đọc là IT, còn lại phát âm là Z. Trong trường hợp này câu A, câu B, câu C kết thúc là chữ N, chữ L, và chữ L này thì đọc là Z. Trong khi câu này khi phát âm khỏi miệng cái từ cuối cùng là Pollute, thêm S vào sẽ là Pollute. Plus. Đáp án là câu D. Câu số 4, phát âm ED, như đã nói thì phát âm ED có 3 cách. Cách thứ nhất là những cái động từ tận cùng là tờ với đờ, khi thêm ed vào đọc là it, ví dụ như acted này, cách thứ hai, cách phát âm thứ hai đó là sau những cái chữ chó sủa xôn xao khắp phố phường, khi thêm ed vào sẽ đọc là tờ. Cách thứ ba là cách còn những cái trường hợp còn lại sẽ đọc là the. Trong trường hợp này view the, film the, star the. Đáp án sẽ là câu C. Câu số 5, head là cái đầu, dead là chết nè, gray, bread. Đáp án sẽ là câu C. Xuống dưới, giao thông quá tệ, tôi đến nhưng tôi vẫn đến đúng giờ. Cái này sẽ là mặc dù giao thông quá tệ hại nhưng tôi vẫn đến đúng giờ. Cái này phải là on the, bởi vì đây là một mệnh đề có chủ ngữ là the traffic và động từ là was. Cho nên ở đây sẽ xài on đâu, không có xài in spite of hoặc là despite được. Câu số 2, như các bạn nhớ cụm từ is cộng take hoặc là took cộng với tân ngữ cộng với thời gian cộng với to infinity, nó làm mất ai, mất bao nhiêu thời gian để làm gì. Cái này đồng nghĩa với cấu trúc chủ ngữ cộng với spend cộng với thời gian cộng với verb in. Ở đây sẽ là to ride. Câu số 3, tôi mệt mỏi không có gì để làm ở nhà. Cái này đằng sau giới từ luôn luôn là một động từ thêm ing, cho nên ở đây sẽ chọn having. Câu số 4, please tell him, làm ơn nói cho anh ta, bật đèn lên ha, trời đang tối rồi. Ở đây bật đèn là turn on. Rồi câu số 5, tôi chắc chắn rồi, tôi đã khóa cửa, tôi nhớ rõ là đã làm cái điều này. Các bạn nhớ cái từ remember. Remember có hai cách sử dụng, đằng sau remember có thể là to infinity hoặc là verb in. Remember cộng với to infinity nhớ làm nhiệm vụ bổn phận, còn remember cộng với verb in là nhớ làm gì trong quá khứ, ở đây sẽ là nothing. Câu số 6, chúng tôi đã không đi ra ngoài bởi vì trời mưa, ở đây chọn bởi vì, because. Câu số 7, An là một học sinh chăm chỉ, một học sinh chăm chỉ. Tôi nghĩ rằng An sẽ đỗ kỳ thi dễ dàng. Ở đây sẽ là will pass, sẽ đỗ. Câu số 8, để mà tiết kiệm năng lượng thì đừng có quên tắt đèn trước khi bạn rời đi. Tắt sẽ là turn off. Câu số 9, tiêu thụ năng lượng sẽ được giảm thiểu đến mức nhiều nhất có thể. Đây sẽ là câu bị động. Bởi vì sao? Vì chủ ngữ là vật, cho nên phải là câu bị động. Câu bị động là câu B. Câu bị động của thì tương lai đơn. Câu số 10, bố của tôi đã từng hút thuốc rất nhiều vào năm ngoái, nhưng năm nay ông ta không còn hút nữa. Đã từng làm một điều gì đó trong quá khứ, chúng ta sẽ xài you to cộng động từ nguyên mẫu. Rồi chúng ta xuống đoạn văn sau. Nhiều người vẫn còn tin rằng tài nguyên thiên nhiên sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt. Thực ra thì các nguồn năng lượng trên thế giới có giới hạn, không có ai biết chính xác là chúng ta còn bao nhiêu nhiên liệu. Tuy nhiên chúng ta còn nên sử dụng chúng một cách tinh tế và cố gắng tìm ra những nguồn năng lượng thay thế. Theo như tiến sĩ Marvin Burham của trường đại học này, chúng ta phải bắt đầu bảo tồn than đá, dầu mỏ, khí đốt trước khi quá trễ, và năng lượng hạt nhân chỉ là một nguồn năng lượng thay thế. Tuy nhiên có rất nhiều người không đồng ý việc sử dụng năng lượng hạt nhân bởi vì nó rất là nguy hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một cái tai nạn về hạt nhân nghiêm trọng? Các tia phóng xạ, radioactivity là tia phóng xạ này. Các tia phóng xạ sẽ gây ra các bệnh ung thư và có thể ảnh hưởng tệ hại đến thế hệ tương lai. Cái thứ mà hiệu quả nhất đó là chúng ta nên sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả nhất hay là kinh tế nhất có thể. Câu số 1, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì sẽ bị cạn kiệt là đúng. Các nguồn năng lượng trên thế giới thì không có giới hạn là sai, nó có giới hạn thôi. Chúng ta nên sử dụng nhiên liệu một cách kinh tế, đúng. Có nhiều người không đồng ý sử dụng năng lượng hạt nhân như là một nguồn năng lượng thay thế, đúng. Rồi, bài này là sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ có đây đứng đầu câu. They will be having an English test this time tomorrow.
Câu số 2, we will reduce the use of electricity to save our energy. Câu số 3, năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Solar energy will be used by many countries in the world. Câu số 4, bạn sẽ đi từ nơi này tới một nơi khác bằng phương tiện gì, bằng xe gì? Sẽ là how đầu câu. How will you travel from one place to another? Chấm hỏi. Đọc lại. How will you travel from one place to another? Bài tiếp theo là tìm và sửa lỗi bị sai. Câu này, anh ta sẽ làm việc vào cái thời gian này ngày mai. Lưu ý, at this time tomorrow là thì tương lai tiếp diễn. Ở đây sẽ là working, will be cộng động từ thêm in. Câu số 2, đằng sau can là một modal verb. Đằng sau can sẽ là động từ nguyên mẫu, không có chủ ở đây. Tiếp theo, viết lại câu mà nghĩa không đổi nè. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề về thiếu hụt năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời. Vấn đề về thiếu hụt năng lượng sẽ được giải quyết. Cái này tức là đưa cái chữ tân ngữ ở đây ra làm chủ ngữ mới, có nghĩa là đây là câu bị động passive voice của thì tương lai đơn. Đó là will be cộng động từ cột 3. The problem of energy shortage will be solved by using solar energy. Câu số 2, bạn có chơi bóng đá mỗi ngày hay không? Chúng ta chuyển thành câu hỏi đuôi. Bạn chơi bóng đá mỗi ngày phải không? Bây giờ chúng ta sẽ viết you play soccer every day, don't you? Câu hỏi đuôi có nghĩa là chỗ này khẳng định thì chỗ này là phủ định, chỗ này phủ định thì chỗ này là khẳng định. Ở đây không có to be, xài lại to be, có modal verb xài lại modal verb. Còn không có hai cái đó mà chỉ có động từ thường thì phải mượn trợ động từ do the hoặc là ở quá khứ là sẽ did. Ở đây là hiện tại đơn, chủ ngữ là you cho nên chúng ta sẽ don't.